Trở lại kênh Hoàng Tuấn TV nhá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là nuôi con rồng nha, rồng đất nhé các bạn. Nó tên nó là Kiohala gì đó của Mỹ, Kiohala của Mỹ các bạn. Thì con này thì mình hướng dẫn các bạn luôn là cái chuồng nó cũng rất đơn giản nhé các bạn. Cái chuồng nó này các bạn này, mình làm cái chuồng này thì mình chỉ có mấy thanh sắt mình hàn thôi, đơn giản thôi, mình bắn vít lại như này thôi các bạn, và miếng lưới đó thôi các bạn. Mua ngoài tiệm ngoài chợ thì cũng rất là dễ nhé các bạn. Thì chuồng của nó đơn giản là một ít cát này cho nó tắm nắng nó chơi này các bạn. Rồi là các bạn nào có những cây leo cây gỗ gì đó mà cái leo cây đẹp á, cho vào trong để nó trèo leo lên cho nó đẹp nhé các bạn. Thì mình cũng giới thiệu luôn các bạn là con này cũng rất là dễ nuôi. Đấy, cái chuồng này các bạn này. Đấy, cái chuồng nó mình làm cho nó đó. Nó chuồng to hai con luôn các bạn nhé. Mình nuôi hai con này cũng lâu lâu rồi. Thì mình nuôi nó lúc còn nhỏ xíu thôi mà nó cũng dễ thân thiện với người lắm. Mình cho ăn thì cũng rất là dễ. Thì con này á các bạn nó cũng dễ nuôi là chỗ nào nó ăn rất là tạp, hầu như là nó ăn rau, rau nhiều nha các bạn. Các bạn thông cảm nhé, nhà mình ở ngoài gần đường lộ ấy nên nhiều khi nó hơi ồn xíu, nên là các bạn thông cảm mình cái. Giờ mình sẽ mở ra và mình sẽ cho nó ăn nhé các bạn. Đây mình sẽ cho nó ăn này các bạn này. Đấy nha, mình mở để cho nó ăn nhé. Rồi, đây là mình phải cắt rau này nhé các bạn. Đây này, đấy, cắt rau này nhé các bạn. Rau mình cắt nhỏ này, ăn như này cho nó dễ ăn này các bạn. Đấy, nó đang thèm lắm này các bạn này. Đấy, nó thèm lắm này, đây mình cho nó ăn này các bạn. Đây, đây các bạn nhé, mình cho nó ăn nha, đấy. Thấy không, các bạn thấy nó ăn không? Đấy, con này nó thân thiện lắm, mọi người cứ mua về, các bạn mua về. Đấy, các bạn nuôi thì các bạn hàng ngày cứ cho nó ăn như này thì nó sẽ gần gũi mình hơn. Thứ hai là bắt chơi với nó thì nó sẽ thân thiện hơn. Còn nếu như các bạn mà nuôi mà nhốt không á, không chơi gì với nó thì nó sẽ là dữ chứ các bạn. Dữ là nó sẽ cào, cái móng này rất sắc các bạn. Móng chân nó rất là sắc. Đấy, hai con này đang ăn này các bạn. Đấy thì mình cứ vậy. Ngày nào mình cũng cho nó ăn từ 3 đến 4 bữa các bạn. Cứ đưa nó là nó ăn thôi, bình thường thôi. Đấy là mình thân thiện rồi, tại vì mình hay bắt nó, mình ôm mình chơi với nó. Nên là rất là thân thiện. Đây là mình thay qua rất là Mỹ các bạn. Mình rất thích. Các bạn thông cảm nhé, nhà mình ngoài đường như là xe nó chạy nhiều nó ồn ấy. Nên là có gì các bạn thông cảm cho mình. Đấy, thì nuôi con này nó rất là dễ, không có gì khó. Chuồng trại nó thì lưới như này thôi. Rồi hàng ngày phải phơi nắng nhé các bạn. Nước đổ cho nó uống, đấy thôi, là nuôi bình thường thôi. Con này thì nó sẽ chuyển màu đấy các bạn. Đây nó chuyển màu xanh như này. Nó ăn lá xanh nhiều nó sẽ chuyển sang màu xanh này, còn đây là thường là bình là nó sẽ hai màu này. Đấy. Đây mình quay sát cho nó các bạn coi. Nó ăn rất là ngon lành nha các bạn. Nhìn nó rất là dễ thương nhá. Con này thì tầm khoảng 4 lạng nha các bạn. 3 đến 4 lạng này. Mình nuôi cũng được khoảng gần 2 năm rồi. Năm được mấy tháng rồi. Mình nuôi nó còn nhỏ xíu à, nó chỉ bằng ngón tay thôi. Bây giờ mình bắt ra chơi này các bạn này. Đấy nha, mình bắt nó ăn xong mình sẽ bắt cho ra đây chơi này các bạn. Đấy, nó ăn rất ngon lành. Ăn dễ lắm, nuôi toàn bằng rau các bạn ạ. Dễ lắm. Cứ vậy thôi đấy. Còn bạn nào mà muốn không muốn gần nó thì là nó sẽ cào à. Các bạn ấy nhìn đó, thấy không? Đây là rất là ngon lành các bạn. Ăn rất là gần gũi người. Đấy cái màu đó này các bạn. Các bạn có cái màu đó. Đó. Đấy, thấy không? Mình đang sờ cái màu nó dưới đó, thấy không? Cái bìu nó đó. Đó. Đó, thấy không? Các bạn gần gũi vậy đó. Rất là ấy. Rồi, bây giờ mình bắt cho các bạn xem này. Mình ăn xong mình bắt cho các bạn xem nha. Để cho nó ăn đã. Ăn xong mình bắt cho các bạn xem nha. Bạn nào có nuôi con này ấy, thì mua một con hoặc hai con về chơi. Rất là vui ấy các bạn. Mình thì mình thích mấy con vật này lắm, nhưng mình cũng không bao giờ hết. Mình không bao giờ có thịt gì hết á, mình nuôi để làm cảnh cho rất là đẹp. Mình thả cho nó rất là đẹp nên là bây giờ mình bắt nó ra đây chơi này các bạn. Đấy, nhà mình thì đa dạng. Rồi các bạn nào thì có nhiều bạn chắc ở thành phố thì chắc là cũng biết nhiều con này. Những bạn ở miền quê thì có gì cũng biết nhiều con này, nhiều khi nhiều nơi thì bảo là con kỳ nhông xanh, người thì bảo kỳ nhông xanh này ở rừng,
mình thấy là con này là con rồng đất, mình hay gọi nó là rồng đất Nam Mỹ, tên của nó là như vậy, dịch ra tiếng Việt nó là rồng đất Nam Mỹ còn tiếng. Rồi mà chắc nó no rồi đó, để thôi mình bắt ra là mình bắt ra chơi nó cho nó chơi nè. Rồi bắt ra chơi cho các bạn nha. Ơi mình đã bắt nó ra đây này các bạn này. Đấy này. Đấy, mình sờ nó các bạn này, bắt nó đàng hoàng mà chơi nó này các bạn. Cái đuôi nó dài này các bạn. Các bạn này. Đó. Thấy không? Mình gần thân thiện với nó đó các bạn. Thân thiện với nó thì nó cũng dễ thân thiện thôi. Cứ ngày bắt một hai lần ra mình chơi đấy các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Được không? Đà đấy. Nuôi một con về để làm thú cưng cho nó này. Đó. Bắt ra rất là chơi. Đó, thấy không các bạn đấy, nó đã. Con này mình nuôi cũng lâu rồi, giờ này. Cái đầu nó thôi mình dừng video tại đây nhé các bạn. Các bạn nhớ xem và like và đăng ký kênh cho mình, chia sẻ và like cho mình nhé các bạn. Thì để mình có nhiều cái video hay hơn nữa để ra cho các bạn thưởng thức nhé các bạn. Thôi chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp bạn video lần sau nhé. Bye bye.